À, chào mừng anh chị và các bạn trở lại với talk chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày mùng 7 tháng 10 và nhận định thị trường cũng như các cổ phiếu ngày mùng 8 tháng 10 năm 2021 thì trước khi đi vào cái nội dung phân tích à, chi tiết của ngày hôm nay thì cũng rất mong anh chị dành một chút thời gian để like và share video đến với những người quan tâm à, thì đi vào cái nội dung đầu tiên là chúng ta đánh giá về cái giai đoạn thị trường chung hiện nay thì các anh chị cũng có thể nhớ lại cái nhận định của chúng ta à, những cái phiên gần đây là thị trường sideways và đang đi lên đúng không ạ và với cái phiên ngày hôm nay thì thị trường là mua vào đối với VN index là tăng 0,2 và khối lượng tương đối lớn các anh chị thấy nó rút chân lên khá là tốt nó đóng ở phía gần gần đỉnh của phiên đúng không ạ VN30 thì yếu hơn nhé VN30 tăng có 0,1 thôi và khối lượng khá là thấp và đóng ở phía dưới của cái thanh ba này thì nó không đẹp bằng VN index đối với up index và hx index thì đều đóng phía trên đều khá là đẹp như vậy thì cái thị trường hiện nay vẫn là trong một cái xu hướng lên anh chị nhé vẫn trong một cái xu hướng lên và cái ngày đáy gần nhất mà chúng ta đã đánh giá cũng như phân tích so sánh ấy, nó chính là cái ngày 27 9 này các chị chị thấy đúng không ạ từ ngày 7 9 là ngày đáy sau đấy có một số phiên test đáy và thị trường không thủng và đi lên nhé hiện nay là các chỉ số index chỉ đều trên mà 20 ở đây thì có một số anh chị sẽ đặt những cái câu hỏi là chúng ta có cần đi phân tích nhiều về cái giai đoạn sắp tới hay không thì ở đây thì nó vẫn còn những cái vùng kháng cự ở phía trên tuy nhiên điều đó cũng không đáng ngại nhiều anh chị nhé bởi vì khi như thế này là nó đã test vượt các cái đỉnh cũ rồi vượt các cái đỉnh cũ rồi nó vẫn còn có vùng kháng cự nhưng mà chúng ta kệ nó có thể nó sẽ vẫn có những cái sự lung dung lắc nhất định nhưng mà cái dòng tiền vào thị trường như thế này là một cái xu hướng lên thì cái việc mà chúng ta à, nắm giữ các cổ cổ phiếu nó là khá là an toàn các anh chị nhé, khá là an toàn và nó cũng là một cơ hội có thể chúng ta kiếm tiền. Các anh chị có thể nhớ lại những cái phiên nhận định gần đây, phân tích gần đây của của mình thì cũng thấy chia sẻ. Mình cũng chia sẻ cái quan điểm nó rất là rõ ràng và mạch lạc về cái việc mua và nắm giữ cổ phiếu đúng không ạ? Cái việc nếu mà chúng ta đúng thì đương nhiên chúng ta sẽ bị ôm chặt cổ phiếu. Mà nếu mà trong cái giai đoạn cách đây một hai tuần có những cái sự rung lắc ở chỗ này này, mình đã nói rồi đúng không ạ? Giống như là vaccine á, các anh chị tiêm vaccine á đúng không? Khi thị trường tiêm vaccine cho nhà đầu tư nhỏ lẻ đúng không Thì nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ có cái xu hướng sợ hãi và ra khỏi thị trường. Và đến khi nhà đầu tư nhỏ lẻ ra khỏi thị trường thì thị trường nó sẽ lên. Đấy. Cho vậy là rất nhiều anh chị đâu đó có những anh chị sẽ bị rút bỏ ở đây. Và anh chị sợ hãi các anh chị đi ra khỏi thị trường thì lúc đó thị trường nó lại lên. Đấy thì khi mà anh chị quay lại thì có thể nó sẽ là muộn. Mình chia sẻ các anh chị có thể nhìn thấy những cái giai đoạn như này này. Đúng không ạ? Đây này, những cái giai đoạn như này, những cái giai đoạn rút bỏ này, đây là những cái giai đoạn rút bỏ này đây những cái giai đoạn rút bỏ này có thể trong một hai tuần đấy thì chúng ta sẽ mua những cổ phiếu không hiệu quả và không có lợi nhuận và có thể bị rút bỏ có thể thậm chí phải cắt lỗ đúng không ạ nhưng nếu chúng ta không duy trì một cái phương pháp giao dịch ổn định đúng không ạ không duy trì một cái phương pháp giao định giao dịch mà nó loại bỏ những cái cảm tính những cái cảm xúc thì chúng ta luôn luôn là những người thất bại đúng không khi chúng ta bị vùi dập chúng ta ra khỏi thị trường đúng không ạ khi mà thị trường ngon chúng ta quay vào thì lúc đó là cơ cơ bản là thị trường nó đã lên khá là xa rồi chúng ta sẽ không kịp nữa thì đó là một cái chia sẻ, số cái chia sẻ về mình chia sẻ với các anh chị đúng không ạ? cái từ mà gọi là vaccine trong đầu tư là cái từ mà mình cũng nói rất là nhiều với các anh chị rồi, đúng không ạ? có thể là các anh chị đã không đủ kiên trì, các anh chị đã rời bỏ cuộc chơi ở những cái phiên như thế này, đó thì đó là cái việc của chúng ta đã bỏ lỡ những cái cơ hội sắp tới. tuy nhiên là không phải là quá muộn, một số cổ phiếu thì hiện nay cũng cũng đang ở trong cái điểm mua bùng nổ hoặc là thậm chí đang đang test đáy về một số cổ phiếu chứng khoán thì cũng đang là test đáy thôi. nhé, thì nói chung là cái chiến lược hiện nay là chúng ta là quản trị danh mục có thể mua gia tăng bổ sung cổ phiếu mua bổ sung cổ phiếu nhé nếu anh chị có những cái cổ phiếu mà kiệt vốn mà nằm giữ rồi thì chúng ta có thể mua gia tăng tại các điểm bùng nổ hoặc các cái điểm test đó hoặc là một số cổ phiếu mua bùng nổ các anh chị cũng có thể thăm dò được đó là cái chiến lược Và về các cái nhóm ngành thì cái đây các anh chị có thể thấy là đây là cái nhóm ngành mà mình có chạy ra đây này nhé thì cái nhóm ngành này thì nó tính là bằng trung bình cộng của các cái cổ phiếu thì các anh chị thấy nhé đây là bình quân của tất cả các cổ phiếu ở ba cái sàn đấy nhưng mình đã loại bỏ những cái cổ phiếu thanh khoản thấp rồi hoặc là những cổ phiếu dưới 9 10 nghìn là 9 hay là 10 nghìn thì đấy mình cũng bỏ rồi đấy thì số lượng cổ phiếu tốt này là 379 cổ phiếu anh chị có thể nhìn đây này. nhìn đây nhé đấy thì số lượng cổ phiếu tốt này nở ra nó khá là tốt và điểm số tăng rất là mạnh ở phía trên này trên 10 trên 20 thì nó rất là tốt đấy thì khi mà số lượng cổ phiếu mà thấp nhất thì thông thường nó sẽ là tạo thành một cái đáy ngắn hạn và sau đó nó sẽ nở dần ra và nở dần ra thì nó lại chết đi đúng không? Nó giống như một cái chu kỳ chu kỳ sinh trưởng á. Nhá thì giai đoạn này là thị trường mà đang trong cái giai đoạn mà đang đang đi lên thì chúng ta cơ bản là nó cũng an toàn. Đấy thì nhóm ngành nào mạnh thì anh chị có thể thấy là những cái nhóm ngành mạnh nhất. Đây là đối với bình quân thị trường là 5,1% nhé Cái này nó sẽ khác với VN Index nhé anh chị nhá, vì VN Index nó là bình quân có cái trọng số vốn hóa thì đây là cái bình quân bình trung bình, bình cộng thôi thì các cái dòng mạnh như khí đốt này, khai thác dầu mỏ này, hóa chất chuyên dụng này, quần áo phụ kiện này, sản xuất dầu khí này, vẫn là cái dòng dầu khí mà anh chị gọi nói chung á, đúng không? À, thép này, sản xuất điện này, hỗ trợ kinh doanh, lốp khai khoáng, sản xuất gia dụng này, đấy, hát đấy cái đấy mạnh hơn này, xong đến vận tải biển này, đấy, cái này bỏ đi, đầu cơ bất động sản này, nông sản thiết bị này, dịch vụ vận tải này, bảo hiểm chứng khoán này, chứng khoán này, này mạnh hơn thị trường chung rồi nhé các anh chị nhé, mạnh hơn rồi đây nhé. Đấy thì các anh chị mua các cổ phiếu kiệt vôn thì ưu tiên những cái nhóm đoạn này, đúng không? Có mua cổ phiếu bùng nổ thì nên ưu tiên nhóm này. Đấy, thì chúng ta có thể xem như thế thì nó rất là thuận tiện. Về các cái cổ phiếu ngày hôm nay thì trước hết là các cái cổ phiếu bùng nổ, mình sẽ đi Đây là các cái dòng mạnh hơn thị trường chung rồi nhé anh chị nhé Đó thì ở đây cũng các anh chị có thể xem ở bên này. Tôi xem bên này thì xem ở cái trung tâm trung bình ngành này này thì cái này nó sẽ không giống như hẳn như bên này đâu bởi vì cái này chúng ta đã loại bỏ bớt các cổ phiếu khác rồi đa phần là những cổ phiếu trong bảng này thôi chúng ta chỉ tính trung bình cộng của những cổ phiếu trong bảng này nhé thì ở đây thì thứ nhất là các cổ phiếu bùng nổ thì anh chị thấy số lượng cổ phiếu bùng nổ rất là nhiều nhé rất là nhiều các cổ phiếu bùng nổ đấy khoảng sáu à, mươi cổ phiếu bùng nổ đúng không thị trường khi mà nó tốt phát là nó bùng nổ rất là nhiều đấy và nó nằm ở rất nhiều nhóm ngành như chị có thấy ví dụ như là một chủ yếu là nhà mà bất đầu cơ bất động sản này công nghệ thông tin này đúng không? chứng khoán có ba cổ phiếu thôi dịch vụ đầu tư này uh, vận tải này hóa chất cơ bản này nông sản thủy sản này đúng không uh, thực phẩm lâu bền này đúng không gia dụng này thép này vận tải biển này xây dựng xây lắp đấy thì khi anh chị uh, nắm giữ những cái cổ phiếu này thì các anh chị sẽ ok đúng không ạ tuy nhiên số lượng cổ phiếu mua bùng nổ thì nó sẽ nhỏ hơn bởi vì nó phải phụ thuộc vào các cái điểm vượt nền nhé thì ở đây thì một số cổ phiếu thì mình thấy là nó cũng đẹp hơn thì mình lọc vào đây thì anh chị có thể xem là at AAT này NTL này tích này KBC này BCG này SKG DDI, DQC và MC này đấy thì anh chị có thể xem qua bên này à, mình sẽ đối với trong cái nhóm group thông thường á thì mình chỉ gửi cái các cái cổ phiếu gợi ý mua này thôi với lại các cái điểm các cái mức cái chốt lời và cắt lỗ thanh lý còn đối với cái nhóm vip á thì mình sẽ gửi tặng cho các anh chị nhóm vip cái file excel này à, anh chị nào mà không trong nhóm vip mà muốn nhận cái file excel này thì có thể là comment và like cái video thì mình cũng sẽ gửi cho xong rồi có Inbox cho mình qua zalo thì mình sẽ gửi tặng cho anh chị cái file excel này anh chị nhé đấy thì đây nó sẽ có các cái mức xem xét mua này cách đánh này đúng không cái mức cắt lỗ này mức thanh lý này đấy thứ nhất à, cổ phiếu kiệt vôn cổ phiếu kiệt vô ở đây này số lượng cổ phiếu kiệt vô ở đây thì nó khá là nhiều nhé anh chị nó khá là nhiều khá là nhiều như ở đây thì mình chỉ tập trung một số cổ phiếu đẹp hơn thôi thì anh chị có thể uh, mua thăm dò nhé đối với cái cổ phiếu kiệt vô này thì đừng nên mua vội nhiều chúng ta nên mua thăm dò và sau nó đúng diễn đúng như cái kịch bản kế hoạch của chúng ta thì chúng ta sẽ gia tăng đấy thì chị thấy nó sẽ có là thế giới di động này, VND này, massage và TNS nhé, nó cũng có cái kịch bản về chốt lời về cắt lỗ đấy. Anh chị mà muốn xem các cổ phiếu mạnh nhất thì có thể vào đây. Các cổ phiếu mạnh nhất ở đây. Đấy thì đây là các cổ phiếu mạnh nhất anh chị nhé Nắm giữ các cổ phiếu mạnh nhất này chỉ là quá ok và quá ngon bởi vì nó vừa vừa chạy, vừa tăng giá lại vừa có dòng tiền vào anh chị nhé Còn thông thường chỉ cần nắm giữ các cổ phiếu trên MA10 này là đã rất là ok rồi. Đúng không ạ? Đấy, anh chị có thể xem ở đây. Nhiều bất động sản này, kinh doanh này, công nghệ thông tin này, chứng khoán này bất động sản này dịch vụ bất động sản này vận tải này giấy hóa chất cơ bản khai khoáng có một vài cổ phiếu ngân hàng đấy đúng không evf này tiên phong banh này là cổ phiếu mạnh này đúng không ạ đấy một số cổ phiếu nông sản này quần áo phụ kiện này thực phẩm này điện này thép này đấy vật liệu xây dựng này vận tải biển này và xây dựng thì lắp đấy thì những cổ phiếu này là những cái cổ phiếu tốt và những cái dòng này đều là những cái dòng tốt và đều là những cái dòng mạnh ở trên này, này anh chị nhé đa phần nó nằm ở những cái dòng mạnh ở phía trên này đấy thì uh, đó là những cái các cái cổ phiếu các cái dòng cổ phiếu mà mình chia sẻ với các anh chị về về các cái dòng mạnh về các cái cổ phiếu cho điểm mua ngày hôm nay còn đi đánh giá về danh mục đánh giá danh mục hỗ trợ các anh chị đánh rồi Đánh giá danh mục thì các anh chị muốn mình hỗ trợ cái cổ phiếu nào thì các anh chị có thể comment ở dưới video thì mình sẽ có những cái giải đáp uh, cho các anh chị hoặc là các anh chị xem trong cái file excel này thì các anh cũng, chị cũng sẽ thấy là những cổ phiếu thông thường như cổ phiếu trên ma10 là những cổ phiếu đẹp Đấy. tuy nhiên là theo yêu cầu của anh chị thì mình cũng sẽ phân tích một số ngành nhé anh chị nhé ví dụ như liên quan đến cái dòng dầu khí khí đốt này, thép này đúng không ạ, quần áo này, khai khoáng này, vận tải biển nhé mình sẽ phân tích một số dòng cho các anh chị nhé đây thì mình sẽ đi ở trên này, đây mình sẽ phân tích đầu tiên mình chọn theo nhóm ngành nhé, ưu tiên các cổ phiếu mạnh nhất cho lên trên nhé, cho đến cổ phiếu tốt cho lên trên nhé. Đấy, thì chị thấy là mình sẽ phân tích một số nhóm ngành cho các anh chị nhé Ví dụ cái nhóm bán lẻ tổng hợp này thì thấy là các anh chị thấy là có cổ phiếu PSD này thì cũng ok, khá là đẹp nhé Thì các anh chị cứ nắm giữ thôi Đây là các cái điểm bùng nổ vượt đèn này Các anh chị xem lại clip hôm trước chúng ta đều có những cái phát hiện này hết đúng không ạ Những cái điểm bùng nổ này là chúng ta đều phát hiện hết Thế thì nắm giữ là ok Đấy, cổ phiếu AAT thì nó điểm mua bùng nổ nhá. PET này cũng ok nhá, này điểm mua bùng nổ nhé Dòng cái này tổng hợp này đẹp FRT này ok nhé các anh chị đây là cái điểm vừa, bùng nổ vượt nền nhé thì đây nó xuống lên thôi nằm giữ DKW thì đây là những cái điểm mà bùng nổ vượt nền tuy nhiên là đang tích lũy thêm nhé thì anh chị nắm giữ là vẫn ok đấy, thế di động này nắm giữ ok nó đang kiệt vôn này của kiệt vôn nhá bất động sản này thì có NBB là đẹp này hôm qua mua bùng nổ này đang chạy nắm giữ nhá anh chị nhá đấy NTL làm nay là một cái điểm mua bùng nổ đấy tích này để mua bùng nổ này NDN này nhá thì là sau cái điểm bùng nổ từ phía phía đáy đúng không ạ? Thì nó khối lượng nó đang hôm nay có phiên điều chỉnh có khối lượng thì có thể nó sẽ tích lũy thêm ở đây xong nó mới chạy được. Nắm giữ thì vẫn ok nhá. HDC này thì các anh chị thấy đây là điểm bùng nổ vượt nền này. Sau có cái sự điều chỉnh này đúng không? Ạ? Đây là cái phiên test này, kiệt khối lượng này, đúng không ạ? À, xong rồi nó chạy thôi nha rất là đẹp đúng không anh chị? Đấy. VLC này ok nhá. VLC này ok thì nó như này nó điều chỉnh. Kiệt vô này thì khả năng tích lũy thêm. DRH này ok đi lên nhé Không phải suy nghĩ gì cả cái nắm giữ à, CEO này ok nhé Này điểm bùng nổ như khối lượng hơi thấp một chút Nhưng mà về cơ bản thì nó cũng là Một cổ phiếu bùng nổ vượt nền nhé Anh chị cũng có thể nắm giữ được Đích này ok nhé Sau khi điểm rũ này Bùng nổ này Điều chỉnh khối lượng thấp này Thì nó sẽ tích lũy một hai phiên này Trong nó sẽ chạy thôi đó, đó là những cổ phiếu bất động sản đấy IDG này rất là đẹp đúng không ạ anh chị có thể kiếm lợi nhuận từ đây mình mua cổ phiếu này ở đây rồi xong rồi mình cũng đã giảm 30 phần trăm ở đây đấy Long Hậu thì đây đều mua bùng nổ đúng không ạ rất đẹp đúng không anh chị nắm giữ thì ok rồi HTG ok nhé đấy, KBC này điểm mua bùng nổ nhé ASM ok nhé mấy cổ phiếu này thì nó kênh dưới không ưu tiên đích đất xanh này thì nên chờ thêm đấy, mấy cổ phiếu dưới này xấu hơn nhé mình sẽ đi vào cái dòng khác cho các anh chị xem dòng bảo hiểm nhé Đấy, mic này ok này nhá, đi lên nhá. Nắm giữ nhá. Đấy, BMI này. À, khối lượng đang kiệt hơn một chút như thì có thể nó sẽ tích lũy thêm ở đây một chút. Còn không có thì về cơ bản đoạn này nó vẫn là một cái chen lên thôi anh chị nhá. Đây là cái điểm bùng nổ vượt nền này. Sau đó nó trên MA10 này, đúng không ạ? Nó có thủng MA10 đâu. Đấy, BVH ok nhá. Sau khi đây là nó tích lũy lại ở cái vùng kháng cự cũ đúng không? Các anh chị thấy đúng không? Xong bắt đầu nó chạy thôi. bích nhá bích này ok nhé đấy vnr vnr thì nó đang ở nền nhé nó trong nền khối lượng kiệt đấy thì như này thì chúng ta phải chờ thêm chờ nó kiệt vô thêm nhé và là nó test có một buổi phiên test cung cho nó kéo lên thì nó sẽ chạy được chứng khoán thì là có ORS thì ok đúng không ạ điểm mua nổ chúng ta cũng phát hiện hôm trước rồi anh chị xem clip là có đúng không ạ như này ok đi lên thôi APS thì vẫn đi lên đúng không ạ Đấy, TCI thì hôm nay là một điểm mua bùng nổ nhưng mà tạo gáp đúng không ạ? Nhưng mà nó lại đóng ở phía dưới như thế này thì nó không 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 đẹp lắm nhé. Yeah. Đấy, FTS nhé, FTS hôm nay là có cái dòng tiền vào đấy, có khối lượng đấy đúng không? Thì các chị sau phiên nó rũ mà nó không chết, rũ ở cái vùng hỗ trợ không chết thì thường nó kéo lên. Thì những cổ phiếu như này thì nắm giữ là ok nhé. Yeah. Đấy, PSI này ok này, dòng chìa khóa này ok rồi nhá dòng chìa khóa này đa phần khi nó test lại cái vùng hỗ trợ mà nó không chết thì về cơ bản nó cũng khá là an toàn đây là cái điểm test này đây là cái điểm test khối lượng thấp này đúng không ạ này test cung ba này kéo lên là đẹp đấy vds này nói chung các cổ phiếu chứng khoán này đều ổn nhá đây là phiên phiên này test lại phiên này này đấy test lại đúng không ạ cái cơ bản dòng chứng khoán này là ổn đúng không ạ đây test lại test Hôm nay là phiên VFS này là điều chỉnh khối lượng thấp thì cũng ổn, nói chung trong chứng khoán thì ổn. VCI cũng thế nhá, VCI rũ bỏ này, kéo lên này. Test này, đây là phiên test lại phiên đây là phiên test đáy này, đúng không ạ? Đây là cái phiên này test của phiên này này. Đấy, thì như này đẹp. Các cổ phiếu khác đều ok nhé Chúng ta sẽ không nói nhiều về dòng chứng khoán nữa, khá là ổn. Đấy, HCM này, đây là một phiên rũ uh, bỏ này, kéo lên này. Test test này, hôm nay nó test như này, phiên này test lại phiên này, về cơ bản ở đây thì khối lượng hơn hơi cao một chút nhưng mà nó không thủ phía này đúng không ạ thì có thể sáng mai nó sẽ rũ xuống một phiên xong nó kéo lên được thì nó sẽ chạy đó mình sẽ đi phân tích thêm cái dòng khai uh, than đây xem nào than nhá thì đây là một số cái cổ phiếu cái điểm bùng nổ vượt nền anh chị thấy nhá thì uh, nó đang điều chỉnh một chút ở cái vùng trên của cái nền đúng không ạ thì như vậy thì Tuy nhiên là trên chị thấy nó vẫn trên này nó vẫn trên nó vẫn trên MA10 nhé Nó vẫn trên MA10 và trên cái nền cũ thì cơ bản là nó vẫn chưa vấn đề gì Có thể nó sẽ mất công nó tích lũy thêm vào đây một chút Đấy Cũng tương tự như thế nhé Có thể sẽ mất công tích lũy thêm một chút Hoặc là nếu mà các anh chị đã mua những cổ phiếu than này này Nếu mà ngày mai mà nó thủng MA10 thì có thể chúng ta cũng có thể là Là chạy cũng được nếu thủng MA10 vì nguyên tắc là Nhanh là phải nhanh hẳn đúng không ạ Nhanh là phải nhanh hẳn chậm là chậm mà mà nguyên tắc là mềm nắn rắn buông đúng không các anh chị mua đúng thì các anh chị ôm ôm chặt thôi mà thấy nó sai thì chúng ta phải phải chạy đúng không ạ đấy là các cổ phiếu về than về ngân hàng nhé thì là có evf là cổ phiếu này là mạnh nhất đúng không hôm nay bùng nổ vượt nền này xong đến thứ hai là ssb này mà dù ssb cấu trúc đây nó không đẹp như nó là một cái điểm bùng nổ về giá như thiếu khối lượng đúng không ạ Đấy, tiếp tiên phong banh thì đây là cổ phiếu lúc đầu nó là một dạng leader đấy, bùng nổ vượt nền này xong nó chạy nhé thì khối lượng nó đang kiệt như này thì khả năng nó sẽ tích lũy thêm ở đây anh chị nhé. À, khi tích lũy thêm thì nó sẽ chạy thôi. Nếu mấy cổ phiếu phía dưới này thì yếu hơn nha, chúng ta sẽ không quan tâm đến cổ phiếu ngân hàng nữa bởi vì nó đang yếu hơn mà. À, trong cái danh sách này thì cổ phiếu ngân hàng nó cũng đang ở. ở ngân hàng nó chỗ nào nhỉ? bảo hiểm, thực phẩm, nông sản, đầu cơ này. à cổ phiếu ngân hàng nó không nằm trong danh nó, nó không nằm trong nhóm này đâu bởi vì là mình đã lựa chọn những cái nhóm ngành mà số lượng cổ phiếu lớn hơn cái đường trung bình rồi cho nên ngân hàng nó không nằm trong nhóm này nó đang yếu hơn và nó nằm ở phía dưới nằm ở phía ngoài ạ đấy thì dòng ngân hàng đang yếu hơn thì chúng ta không không quan sát nữa nhé dòng thép một thép thì thì là form này là ok này hôm nay bùng nổ này đúng không bùng nổ vấn đề này đúng không ạ À, thực ra đây mới là, thực ra xin lỗi BOM điểm mua bùng nổ về nền nó là cái điểm này này Hôm nay nó là một cái điểm bùng nổ Nhưng mà nó không phải là cái điểm mua Nó chỉ là cái xác nhận lại cái điểm này thôi Nó là là tốt nhá đúng không ạ Các anh chị có thể mua ở đây, các anh chị mua lại phía test ở đây Đúng không ạ, như thế thì ok à, SMC này đi, đi mua bùng nổ về nền nhé TVN thì cái này là bản thân là cái điểm test lại thôi Cái phía này test lại phía này Đúng không ạ, ok nhé, nó vẫn an toàn, không có gì cả TLH, TLH thì các anh chị hỏi xem hôm nay là nó có phải là một upthrust hay không Thì đúng thật này nó là một upthrust bởi vì nó kéo lên nó lại rút xuống Nhưng mà nó vẫn là một phiên xanh Nhưng bản chất nó vẫn là một phiên xanh thì chúng ta nên quan sát thêm Nhưng các anh chị cũng không phải sợ hãi gì về qua cái việc đấy cả Bởi vì rất nhiều anh chị mua sau đây là một cái phiên rút bỏ đúng không Các anh chị mua những cái phiên này đúng không ạ Kiệt vô này các anh chị mua đây này đúng không ạ Đúng không? Mình cũng có chia sẻ với các anh chị cái điểm mua kiệt vô như này này Cơ bản nó cũng chưa vấn đề gì nhé. Đấy, VGS ở kiệt vô đi rồi nhé, tích lũy. Còn NKR thì đang chạy ở phía trên nền đúng không ạ? Đấy, mà Phát chạy ở phía trên nền. Hoa Sen thì nhá chạy trên nền thì ok nhưng cũng phải này ok nhé. HMC. Đấy, kiệt vôn này, bùng nổ này, đúng không ạ? Như bùng nổ này là bùng nổ trong nền thôi. Đó. TNS nhá, TNS thì này nay là phiên test cung mua, mua mua test cung được, hôm nay mua được nhé đó là những cái dòng một mình phân tích một số cái dòng mỗi một hôm chắc là mình sẽ phân tích đánh giá một số dòng của anh chị nhé còn thực ra chi tiết thì chị cứ xem ở trong cái này này những cổ phiếu nào trên ma 10 trên ma 10 thì là như thế này là cơ bản là đẹp nhé các anh chị có thể nhìn theo nền giá nữa có thể nhìn theo nền giá nữa hoặc là nhìn nó không nhìn thì cũng không sao cả nhưng mà gần như chúng ta việc phân tích nó cổ phiếu nó cũng rất là đơn giản và nó rất là minh bạch đúng không các anh chị thấy là bao nhiêu ngày tháng mình cũng chỉ phân tích một kiểu đấy thôi đúng không ạ mà hiệu quả hiệu suất nó rất là cao nhé anh chị nhé nó không hề nó không hề cảm tính một chút nào hiệu quả và hiệu suất rất là cao anh chị nhé ok thì các anh chị muốn mình phân tích cổ phiếu nào thì vui lòng comment ở phía dưới thì mình sẽ có những cái giải đáp hoặc là trả lời hoặc là trong cái video tiếp theo à, các anh chị đừng quên uh, subscribe kênh và nhấn nút quả chuông để nhận các cái thông tin mới nhất từ kênh và hy vọng là cũng phần nào giúp ích cho anh chị trong cái công tác đầu tư chứng khoán ok chúc các anh chị đầu tư thành công và may mắn cảm ơn các anh chị chào tạm biệt và hẹn gặp lại